Xin chào mọi người, mình là Phạm Thế Duyệt. Rất vui được mọi người gặp lại. Như mọi người thấy thì đằng sau mình đang làm một căn phòng mới, chính là nhà mình ở Việt Nam. Đợt này về Việt Nam bận quá nên mình ít ra video. Hơn một tháng Việt Nam rồi ấy, mình mới xuất bản được duy nhất một video ở Sài Gòn thôi. Hàng hiệu cũng mua khá khá rồi nhưng mà không có thời gian để quay luôn. Thi thoảng up ảnh lên Facebook hoặc Instagram thôi. Video này mình quyết định sẽ đổi gió review một sản phẩm khác, không phải quần áo giày dép hàng hiệu nữa mà là một sản phẩm Việt Nam hơn, được rất nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam sử dụng. Đây là cái bộ làm trắng răng Smile. Mình xem YouTube Việt Nam thấy ngày càng có nhiều người bộ răng phải nói là trắng như sứ. Và tất nhiên họ có một nụ cười vô cùng đẹp, vô cùng tự nhiên. Đầu tiên thì mình nghĩ là họ đều đi làm răng sứ, cũng muốn làm theo ấy, nhưng mà phải nghĩ lại. Làm răng sứ là phải mài răng đi rồi bọc sứ lên, có thể sau này ảnh hưởng đến sức khỏe nữa, nên là mình vẫn chưa làm. Sau đấy thấy nhiều người chia sẻ răng trắng là do sử dụng cái bộ sản phẩm Smile này tại nhà, chứ không phải là đi làm răng sứ. Mình lên trang chủ và hãng tìm hiểu thấy nó có tác dụng chuyên để làm trắng răng, không gây hại sức khỏe mà chỉ cần dùng 7 ngày, mỗi ngày 20 phút. Giá lại siêu rẻ, chỉ có 740.000 thôi. Nên là mình mua dùng thử xem sao. Thử xem là thực hư thế nào, liệu mà chỉ cần ngồi ở nhà thôi ấy, thì có thể trắng được như răng sứ không. Đây là cái hộp sản phẩm mà mình nhận được. Smile là nụ cười, nhưng có hai chữ E. Chữ E đặt riêng nhìn nó cũng giống như một cái mặt cười luôn nhé. Smile Box, cười hết cỡ. Bộ kit làm trắng răng tại nhà, dành cho răng thường. Mà sau khi thông tin sản phẩm, công dụng là loại bỏ cái mảng bám làm ố răng do cà phê này, thuốc lá và các thực phẩm gây ố răng khác. Mình là dân tập gym nên là thuốc lá này, cà phê rồi rượu bia đều không dùng. Nhưng mà vẫn có những cái sản phẩm khác có thể làm ố răng chúng ta, chỉ là chậm hơn so với thuốc lá rồi rượu bia thôi. Góc này là đầy đủ các thành phần có trong sản phẩm này, bao gồm các chất có chiết xuất tự nhiên nên có thể giúp bảo vệ men răng an toàn và không gây ố. Đây là chứng nhận đạt chuẩn ISO, EOS. Bên cạnh là cờ Mỹ này, nghĩa là được chứng nhận ISO tại Mỹ, sản xuất tại Hoa Kỳ và đã đóng gói cuối cùng tại Việt Nam. Bên trong chúng ta có một quyển hướng dẫn sử dụng, một cái thang đo độ trắng của răng để theo dõi sau 7 ngày thì trắng lên mấy độ. Đây là hai ống gel làm trắng, mỗi ống 5ml, mỗi lần dùng 1ml, vậy là dùng được 10 lần, 10 ngày. Đầu tiên chúng ta gắn cái khuôn dẻo vào cái bộ đèn LED này. Sau khi gắn khuôn dẻo đèn LED thì chúng ta đổ gel vào, bật đèn LED lên, sau đó cho vào miệng ngậm trong 20 phút. Mỗi ngày ngậm một lần. Sau khoảng 7 ngày thì tùy tính chất răng của từng người thì sẽ trắng lên khoảng từ 2 đến 6 độ. Và sau khi trực tiếp trải nghiệm thì đúng như mình dự đoán là mình không sử dụng rượu bia, thuốc lá, cà phê gì cả, nên là răng mình khá ít mảng bám. Cái bộ sản phẩm này giúp răng mình trắng lên khoảng 2 độ. Nói chung là hài lòng với cái mức giá này, với cái sự tiện dụng và cái độ an toàn cho sức khỏe. Còn nếu muốn răng trắng như sứ mà không phải răng sứ thì bạn phải có một cái hàm răng tự nhiên trắng gần như sứ rồi. Sau đó thì kết hợp với chế độ ăn uống phù hợp này và vệ sinh răng miệng thường xuyên, sau đó sử dụng cái bộ sản phẩm này thì sẽ trắng như sứ. Tuy nhiên đa phần trong chúng ta không có một cái hàm răng, không may mắn để có một cái hàm răng tự nhiên đẹp như vậy thì phải cân nhắc là có nên làm răng sứ hay không. Răng sứ thì đẹp tuyệt đối 10 trên 10, đổi lại thì bạn sẽ mất đi cảm giác thật của răng và có thể ảnh hưởng tới sức khỏe sau này. Và giá của một bộ răng sứ trung bình là khoảng 150 đến 300 triệu tùy vào chất lượng. Một bộ Smile làm trắng răng tại nhà này thì có thể giúp răng bạn đẹp 8 trên 10 nhưng lại không ảnh hưởng tới sức khỏe và giá chưa đến 1 triệu, ai cũng có thể thử được. Ví dụ như mình ấy, thì mình hạnh phúc với những gì mà cái bộ sản phẩm Smile này mang lại rồi, nên là mình sẽ không bọc răng sứ tại thời điểm hiện tại. Ok, và đó là những trải nghiệm và đánh giá cá nhân của mình. Ai mà cũng đã từng sử dụng cái bộ sản phẩm Smile này thì nhớ để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Và các bạn muốn mình làm thêm cái nội dung đặc biệt nào trong thời gian ở Việt Nam thì cũng nhớ để lại bình luận nhé. Tất nhiên là cả thông tin về bộ sản phẩm Smiley mình cũng để phần miêu tả dưới video cho các bạn tham khảo luôn. Smiley cũng đang có đợt sale Noel, cơ hội quá tốt cho chúng ta tút lại nhan sắc đi chơi Giáng sinh. Và đừng quên đăng ký kênh này, ấn vào quả chuông Smiley bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo cho những nội dung thú vị tiếp theo nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn mọi người gặp lại.